Giá gia cầm hôm nay ngày 11 tháng 7, giá gà công nghiệp tăng thêm một giá. Người nuôi vịt thịt miền Bắc có lãi khá. Giá gia cầm hôm nay ngày 11 tháng 7 tại các vùng có biến động. Giá gà công nghiệp hôm nay tại các vùng miền Bắc tăng thêm 1.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt thịt bán ra tại trại ở các vùng Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam vẫn ở mức cao. Giá gà công nghiệp hôm nay tăng thêm 1.000 đồng mỗi kg. Cập nhật giá gia cầm hôm nay tại các vùng miền Bắc, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay đã tăng thêm trên dưới 1.000 đồng mỗi kg. Theo đó, giá gà công nghiệp loại trên 3 kg mỗi con bán buôn tại trại ở các vùng Hà Nội, Thái Nguyên, Hòa Bình cao nhất đạt 34.500 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng dưới 3 kg mỗi con phổ biến vẫn ở mức trên 30.000 đồng mỗi kg, tỷ loại. Giá gà ta loại ngon bán ra tại trại vẫn được giá trên 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta nuôi nhốt trên 100 ngày bán buôn cao nhất mới được gần 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà ác bán thương phẩm từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi con. Giá gà lai hồ không có biến động mà vẫn giữ ở mức từ 56.000 đồng đến trên dưới 60.000 đồng mỗi kg tùy loại. Giá vịt thịt hôm nay, trứng giá, người nuôi vẫn có lãi nhiều. Giá vịt hôm nay giao dịch ở các vùng chưa có biến động mà vẫn ở mức khá cao. Giá vịt bơ bán ra tại trại ở Hà Nội, Hà Nam Nam Định, Thái Nguyên phổ biến ở mức từ 45.000 đồng đến 48.000 đồng mỗi kg. Theo nhiều người nuôi, với giá thị trường hiện tại, bà con nuôi vịt đang có lãi khá nhiều. Giá vịt bầu lai ở các vùng miền Bắc phổ biến ở mức trên dưới 43.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thả đồng loại trên dưới 2 kg mỗi con bán buôn cao nhất mới được 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời ổn định ở mức trên dưới 60.000 đồng mỗi con. Giá vịt siêu thải loại bán buôn cho thương lái từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi con trên 3 tháng tuổi. Giá da cầm tăng bật trở lại sau vài tháng thê thảm vì dịch COVID-19 và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn rẻ rạt khi tái đàn khiến nguồn cung quý 3 có thể giảm mạnh. VIPA nhận định ngành gia cầm trong 2 năm qua phát triển thiếu bền vững, giá sản phẩm lên xuống thất thường. Để đảm bảo nguồn cung trong quý 3, 4, vấn đề cần làm hiện nay là khôi phục sản xuất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tái đàn, tăng nguồn cung trong nước, đảm bảo cung cầu. Theo ông Sơn, chiến lược phát triển chăn nuôi bền vững ngành gia cầm cần có kế hoạch sản xuất rõ ràng, không thể doanh nghiệp, nông dân tự bơi, phát triển oạt, tự phát như trước đây. Đồng thời, ngành gia cầm cần mở rộng thị trường tiêu thụ cả nội địa và xuất khẩu. Hiện nay, tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm gia cầm của người Việt Nam còn thấp trong khi 95, 98 là tiêu thụ nội địa. Thực tế, mỗi năm nước ta sản xuất 17 tỷ quả trứng, nhưng lượng tiêu thụ trứng của người Việt thấp, chỉ bằng mùng 1 tháng 3 người Trung Quốc, khiến giá trứng giảm mạnh, khó tiêu thụ. Do đó, các sản phẩm ra phải tìm mọi cách để xuất khẩu thì câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa mới không tiếp diễn, ông Sơn cho biết. Ngoài ra, VPA cho biết cần kiểm soát lượng thịt gà nhập khẩu giá rẻ bằng các biện pháp, hàng giao kỹ thuật để bảo vệ quyền lợi và tính cạnh tranh của các sản phẩm trong nước. Trong bối cảnh người chăn nuôi bỏ đàn vì giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan cần có các biện pháp bình ổn giá thức ăn chăn nuôi và chiến lược lâu dài về chủ động sản xuất các nguyên liệu thức ăn cơ bản. Cụ thể, VPA kiến nghị cắt giảm 50% thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và các loại phí, lệ phí khác để góp phần kìm hãm đà tăng giá thức ăn chăn nuôi.